Genoa hết giá trung vệ Radu Ragusin. Theo nguồn tin từ Sky Italia cho biết, câu lạc bộ Genoa sẽ để trung vệ Radu Ragusin rời đi trong tháng 1 nếu nhận được 30 triệu euro. Trước đó, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết, trung vệ Radu Ragusin đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Tottenham Hotspur. Tuy nhiên, câu lạc bộ của nước Anh có thể phải chi ra một số tiền không nhỏ cho đội bóng chủ quản của Ragusin trước sự cạnh tranh đến từ Napoli. Theo nguồn tin từ Sky Italia, Genoa không sẵn sàng bán trung vệ người Romania ở giữa mùa giải, trừ khi họ nhận được mức giá là 30 triệu euro. Kể từ khi chuyển tới Genoa, Ragusin là nhân tố quan trọng trong hàng phòng ngự của huấn luyện viên Alberto Gilardino, với khả năng không chiến và thu hồi bóng ấn tượng của mình. Trong mùa giải mới, trung vệ 21 tuổi đã ra sân tất cả các trận đấu tại Serie A và có được 2 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo. Không chỉ có Tottenham mà còn rất nhiều đội bóng khác ở Anh muốn có sự phục vụ của Ragusin. Còn ở Ý là nhà đương kim vô địch Napoli có thể sử dụng hậu vệ phải Alessandro Zanoli như một phần trao đổi của thương vụ này. Arsenal có thể đóng cửa phiên chợ đông. Theo nhà báo Damascus, khả năng để pháo thủ thực hiện một thương vụ bóng tấn vào tháng 1 là không khả thi. Thị trường chuyển nhượng mùa đông trở thành thời điểm thích hợp giúp các đội bóng bổ sung nhân sự, hoàn thiện đội hình cho giai đoạn 2 của mùa giải. Arsenal của Mikel Arteta đứng trước bài toán chuyển nhượng, đặc biệt ở vai trò số 9. Hai thất bại trước West Ham United và Fulham vừa qua khiến cho tham vọng vô địch Premier League của Arsenal bị đặt một dấu hỏi lớn. Nhiều nhà chuyên môn nhận định pháo thủ không thể trông chờ vào bộ đôi tiền đạo Gabriel Jesus và Eddie Nketiah. Chia sẻ với Give Me Sport, nhà báo Damascus phân tích về kế hoạch chuyển nhượng của Arsenal. Tôi không nghĩ Arsenal sẽ chi ra một số tiền lớn vào tháng 1, đơn giản là bởi họ đã hoàn thành phần lớn các công tác nhân sự ở mùa hè vừa qua. Tất nhiên bạn sẽ không thể nói cụm từ không bao giờ. Nếu xác định mục tiêu dài hạn, Arsenal có thể mang về một bản hợp đồng mới tiếp theo. Mùa này Arsenal đứng trước cơ hội lớn để vô địch. Ivan Toney nổi lên như mục tiêu chuyển nhượng lý tưởng cho Arsenal. Tiền đạo người Anh đã gây ấn tượng mạnh trong màu áo của Brentford và lọt vào mắt xanh của nhiều ông lớn. Saka và Martinelli là vấn đề của Arsenal. Hai ngôi sao chạy cánh 22 tuổi của Arsenal đang đánh rơi phong độ cùng lúc, khiến đoàn quân của Mikel Arteta dần trượt khỏi đường dây chinh phục Premier League mùa này. Trong hai thất bại liên tiếp trước West Ham United và Fulham mới đây, Gabriel Martinelli đã bị Mikel Arteta rút ra chỉ sau hơn 1 giờ thi đấu, 64 phút với West Ham và 67 phút trước Fulham. Thật khó tin khi chỉ sau 1 năm, từ một ngôi sao được đánh giá là chân chạy cánh hàng đầu tại Premier League, Martinelli chỉ có vỏn vẹn 2 pha lập công sau 18 trận kể từ đầu chiến dịch 2023-2024 khởi tranh. Ở mùa giải Ngoại hạng Anh trước, tiền đạo người Brazil có 15 bàn sau 36 lần ra sân. Không chỉ Martinelli, Arteta còn chứng kiến phong độ tụt dốc không phanh của một chân chạy cánh 22 tuổi khác, đó là Bukayo Saka. Ở 6 trận đấu gần nhất của Arsenal tại Premier League, ngôi sao Anh chỉ có duy nhất một bàn thắng và tỏ ra vô hại hoàn toàn trước mọi hàng thủ mà anh phải chạm mặt. Ngoài ra, tiền đạo sinh năm 2001 còn là tác nhân tạo nên bàn thắng gỡ hòa của Fulham trong thất bại mới nhất của pháo thủ. Phong độ thảm họa từ bộ đôi chạy cánh từng là mối đe dọa của phần lớn các hậu vệ tại Premier League, có phần lớn đến từ mật độ thi đấu quá dày đặc mà cả hai phải gồng gánh khi ở độ tuổi còn quá trẻ. Đặc biệt là Saka, khi cầu thủ mang áo số 7 phải cải ải liên tục cho đội chủ sân Emirates cũng như đội tuyển Anh trong suốt 2 mùa giải gần đây. Với Mikel Arteta, có lẽ chiến lược gia người Tây Ban Nha từng mong chờ một sự trỗi dậy mạnh mẽ từ bộ đôi chạy cánh kể trên khi cả hai trực tiếp góp dấu giày vào bàn thắng mở tỷ số của Arsenal trước Fulham trên sân Craven Cottage vào hôm chủ nhật tuần trước. Tuy nhiên, màn trình diễn của Saka cũng như Gabriel Martinelli trong phần còn lại của trận đấu đã dội một gáo nước lạnh và hy vọng nơi nhà cầm quân 41 tuổi. Theo thống kê từ Opta, Martinelli không có bất cứ một pha qua người thành công nào trong suốt 1 giờ thi đấu trước Fulham. Món đòn nguy hiểm mà ngôi sao 21 tuổi từng gây sóng gió cho các hậu vệ cánh phải tại Premier League mùa trước, Martinelli đang trở thành nạn nhân cho chính thành công của bản thân khi hình ảnh chân chạy cánh mang áo số 11 này bị ít nhất hai cầu thủ của đối phương truy cản trong mỗi trận đấu đang xuất hiện thường xuyên ở mùa giải năm nay. Phong cách chơi có phần dễ đoán bài từ cựu sao của Ituano khiến anh không còn trở thành mối đe dọa cho phần lớn hàng thủ tại nước Anh. Tình huống kiến tạo mà Martinelli dành cho Saka trong thất bại trước Fulham chỉ là một khoảnh khắc hiếm hoi mà các cầu thủ đội chủ nhà lơi lỏng với ngôi sao xứ Samba. Chứng kiến hàng loạt màn trình diễn mờ nhạt của bộ đôi chạy cánh 22 tuổi ở những cuộc so tài gần đây, không ngạc nhiên khi các cổ động viên của Arsenal yêu cầu Mikel Arteta chiêu mộ thêm một tiền đạo ở phiên chợ đông sắp tới nhằm hy vọng vào sự khác biệt. Thực tế, câu lạc bộ Bắc London đã nhận ra vấn đề này khi đội chủ sân Emirates từng nỗ lực tiếp cận hàng loạt chân chạy cánh chất lượng khác ở châu Âu như Pedro Neto của Wolverhampton Wanderers, Mikhail Mudryk khi còn thuộc biên chế Shakhtar Donetsk trước khi gia nhập Chelsea, Rafinha, Barcelona hay Joao Felix của Atletico Madrid nhưng đều bất thành. Trong đội hình của pháo thủ hiện tại còn có Reece Nelson và Leandro Chosa, nhưng cả hai cái tên này chỉ phù hợp sắm vai phương án dự phòng hơn là một cầu thủ trong đội hình chính. Do đó, bên cạnh việc bổ sung một trung phong cắm ở thị trường chuyển nhượng mùa đông,
Arteta rõ ràng cần tính tới những phương án khác nếu không muốn tiếp tục nhìn ngôi vương Premier League rời xa tầm tay. Huyền thoại tuyển Ý lên tiếng ca ngợi tài năng của Harry Maguire. Theo The Sun, hậu vệ kỳ cựu Leonardo Bonucci đã lên tiếng ca ngợi tài năng của người đồng nghiệp Harry Maguire. Từng có cơ hội đối đầu nhau ở trận chung kết Euro 2020, Leonardo Bonucci đã hết lời ca ngợi cặp trung vệ thép của đội tuyển Anh là Harry Maguire và Joe Stones. Hậu vệ người Ý ca ngợi sự kết hợp giữa hai cầu thủ này, dù họ không đạt được những vinh quang của Anh và Chiellini. Harry Maguire đã chưa hay tại giải đấu năm đó, nhưng Leonardo Bonucci đã ghi bàn thắng gỡ hòa ở trận chung kết và đưa trận đấu vào loạt luân lưu may rủi. Sau đó tuyển Ý đã giành chiến thắng trong sự thất vọng tột cùng của các cổ động viên tạm sử. Cầu thủ 36 tuổi cũng đã có lời khen dành cho Maguire khi trung vệ người Anh đã vượt qua áp lực dư luận và tỏa sáng như thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, Leonardo Bonucci cũng dành lời khen cho cựu cầu thủ của Leicester City chơi bóng rất thông minh. Anh nói, đối với tôi Harry Maguire là một ví dụ. Sau những sự tấn công về hướng cậu ấy, Harry Maguire vẫn chơi cho Manchester United và có một vị trí thường xuyên ở đội tuyển Anh. Đó là sức mạnh tinh thần của cậu ấy. Maguire là một trung vệ rắn giỏi và rất khó xơi. Vấn đề của cậu ấy là phí chuyển nhượng khá cao khi gia nhập Manchester United. Nhưng chỉ vì thế mà cậu ấy không thể thi thoảng mắc một vài sai lầm hay sao? Đá hỏng penalty, Salah nói gì? Trao đổi với trang web chính thức của Liverpool, ngôi sao người Ai Cập đã có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh trận thắng Newcastle United. Mohamed Salah thừa nhận, sau khi bỏ lỡ quả penalty ở phút thứ 22, anh đã tự nhủ với bản thân phải tạo ra sự khác biệt trong hiệp 2 trước Newcastle. Salah khẳng định, Liverpool sở hữu rất nhiều cầu thủ tài năng và họ chỉ cần nỗ lực hết mình trên sân, chân sút người Ai Cập chia sẻ. Tôi bình tĩnh và chỉ cố gắng hoàn tất công việc của mình. Tôi đã bỏ lỡ quả penalty. Trong giờ nghỉ giữa hiệp, tôi đang nghĩ rằng mình có muốn tập trung cùng đội tuyển quốc gia với màn trình diễn đó hay không? Không hẳn như vậy. Vì thế tôi phải tiếp tục tập trung, bước lên và tạo ra sự khác biệt. Tôi đã làm được điều đó. Đó là một kết quả tuyệt vời cho chúng tôi. Trận đấu rất căng thẳng. Chúng tôi đã giành được 3 điểm và hiện đang đứng đầu bảng. Chúng tôi cần giữ bình tĩnh và giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Chúng tôi tin tưởng rất nhiều vào bản thân. Chúng tôi có những cầu thủ tài năng. Họ chỉ cần nỗ lực chăm chỉ trên sân, thể hiện bản thân và chơi với bóng đá của riêng mình. Đó là điều giúp chúng tôi giành được chiến thắng.